Hello, xin chào các bạn, mình là Doanh, mình đến từ khoa Đại Phương Tiện. Mình hiện tại mình đang đứng ở trước sân tòa nhà A2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Và hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan thư viện Petit xem là có những gì nhá. Let's go. Và đây là thư viện, chúng ta sẽ cùng vào trong và khám phá xem là có những gì nhá. Như các bạn đã biết thì bên hiện tại đây là trong mùa dịch, nên là khi vào thư viện chúng ta cần đeo khẩu trang và sử dụng nước rửa tay sát khuẩn để bảo vệ bản thân và mọi người. Trước khi vào thư viện thì chúng ta cần phải xuất trình thẻ sinh viên mới được vào thư viện. Thẻ thì các bạn cần phải ký tên và thời gian vào và thời gian ra. Sau khi ký tên rồi thì các bạn có thể lấy chìa khóa và ra tủ đồ để gửi đồ, tại vì trong thư viện có quy định là không được mang ba lô vào trong thư viện. Đây là khu vực mượn sách, thì các bạn có thể, nếu mà bạn có nhu cầu mượn sách dài hạn thì có thể ra đây để làm việc với cô thủ thư. Và đây là khu vực bàn đọc sách, thì ở khu vực đấy thì vào mùa thi thường sẽ là rất đông sinh viên, tại vì các bạn tập trung ôn thi. Nhưng mà hiện tại đang là sáng sớm và không phải là mùa thi nên nó khá là vắng vẻ và không có rất là ít sinh viên để ngồi đây đọc sách. Và thư viện hiện tại cũng khá là ít sinh viên tại vì nó là sáng sớm mà. Còn đằng sau mình là khu vực để sách, thì ở khu vực đấy có rất nhiều sách của các chuyên ngành cho các bạn có thể tham khảo, hoặc là thậm chí là có cả chuyện nữa. Mình cũng ít khi vào thư viện nên mình cũng không biết là trong này có những loại thể loại chuyện gì, nhưng mà nghe như các bạn kể thì nó khá là nhiều chuyện tranh ấy. Thì như các bạn đã thấy, đây là khu vực để máy tính để cho các bạn sinh viên có thể tra cứu từ tài liệu online. Thì trong khu vực này thì có khá là nhiều máy tính và cũng được sắp xếp khá là sang chảnh. Thì mình sẽ vào thử một chiếc máy tính và review xem là chiếc máy tính ở đây có những gì nhá. Thì đây là máy tính ở thư viện trường mình, thì nó khá là xịn sò đấy. Màn hình thì khá là đẹp và đầy đủ phụ kiện như tai nghe hoặc là mic, hoặc là chuột bàn phím không bị hỏng gì cả. Sinh viên thường vào đây có thể là tra cứu tài liệu online, hoặc là đôi khi có thể vào đây xem phim và quẩy như mình chẳng hạn. Bạn có thể giới thiệu qua một chút về bản thân được không? Mình tên là Đường, sinh viên ngành marketing của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Mình là Dương và mình đến từ khoa Đa phương tiện. Bạn có thường xuyên vào thư viện trường mình hay không? Mình thì khá là thường xuyên vào thư viện. Mình thì hay vào thư viện vào khoảng thời gian ngoài giờ học trên lớp để tự học. Bạn có cảm nhận gì về thư viện của trường mình? Nó khá là rộng rãi, nhiều loại sách cho tất cả các ngành và có không gian yên tĩnh phù hợp với các sinh viên vào đây để học. Cảm nhận của mình về thư viện là thư viện khá là trang trang và sạch sẽ, rất là hữu ích, đặc biệt là trong mùa thi cử. Bạn đã dành chút thời gian để giúp bọn mình phỏng vấn nhé. Chúng ta đã đi hết được một vòng thư viện và các bạn có thể đã hiểu được thêm phần nào về thư viện của trường mình rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video này.